Thì hôm nay coi như là mình đã làm xong cái chiếc ca mắt 450 này rồi nha các bạn. Mình xoay nó một vòng cho các bạn xem nha. Thì đây là phần đầu các bạn, motor đặt phía trước. Thì chiếc ca mắt này gồm có hai protor, được xoay kết với nhau bằng một cái hệ thống bánh nhông trung gian các bạn, gồm có bevel gear, nhông nhông côn trung gian và một men gear. Motor thì mình sử dụng motor cọc pion các bạn, mình sẽ bay nó 4S. Còn Libalet thì mình sử dụng là Libalet K3 dùng satellite các bạn. Ở đây thì là hệ thống chia dây cho cái 6 con servo điều khiển sportless. Nó sử dụng Bosley 120 độ nha các bạn. Bosley 120 độ. Về cái cách thức điều khiển thì nó cũng giống như con 450 thôi. Tới lui, cả hai cùng tới, cả hai cùng Bosley cùng lui. Và trái phải thì nó cũng cùng nghiêng với nhau. Riêng quay đầu á các bạn. Khi mà quay đầu thì mình sẽ sử dụng một con rudder điều khiển dùng để thay đổi độ nghiêng của sportless ngược chiều với nhau các bạn. Thì khi đó nó sẽ quay đầu nha. Thì các con servo này được đặt ở trên máng trượt các bạn để nó có thể quay đầu, nó có làm cho cái sportless của mình nó di chuyển ngược với nhau. Thì tại sao phải làm như vậy? Bởi vì cái con Hero K3 này nó không có hỗ trợ, không chỗ hỗ trợ cái phần mít này các bạn, cho nên là mình sẽ phải tự mít bằng cơ khí ha, tự mít bằng cơ khí. Thì do kết cấu của nó, cái phần cốt của nó cao á, cho nên mình sẽ có thêm một cái bệ đỡ phía trên này nữa. Cái phần này mới làm thêm các bạn, phần bệ đỡ phía trên này ha. Rồi hai cái bệ đỡ này nó sẽ được điều khiển bởi một cái thanh dằn các bạn. Cái thanh này nó sẽ kéo hai cái thanh trượt này di chuyển ngược chiều với nhau. Thì khi đó chúng ta sẽ có hai cái sportless nó sẽ nghiêng ngược chiều với nhau. Mấy bên này cũng vậy các bạn. Và để điều khiển cái này thì con servo rudder nó sẽ làm cái phần nhiệm vụ là kéo hai cái thanh này. Càng đáp thì mình sử dụng càng đáp của Align 600. Rotor head là hai cái rotor 450. Nó sẽ vuông góc với nhau các bạn, nó đặt vuông góc với nhau để hai cánh không bị chém với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ gắn cánh vào để test thử thôi. Coi như là đã hoàn thành cơ bản phần kit rồi. Yeah.